Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 13 đúng không? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn em ở cái bài 14 em nhé. Ok. Bài 14. Trong nội dung bài này rất là dài em, tới 22 bài tập. Muốn tăng tốc cũng không được, tại vì phải giảng kỹ để cho em hiểu, chứ không là em bị mất gốc khóa thì lên cấp 3 học rất là khó. Em hiểu chưa nào? Trong sinh học thì em nhớ click quảng cáo ủng hộ thầy nha, chia sẻ, like, comment tích cực và đăng ký kênh nhé. Ok, đăng ký khóa học online ủng hộ thầy luôn nha. Bye bye. Chưa bye bye đâu. Khi miệng thầy quen nói như vậy này. Ok, ta có này. Nguyên tố A được tạo tạo được hai loại oxit. Oxit nghĩa là trong thành phần đó sẽ có oxy. Đúng không nào? Phần trăm về khối lượng của oxy trong hai oxit lần lượt là 50% và 60%. Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu em là xác định nguyên tử khối của A và cho biết công thức hai oxit trên. Như vậy oxit á, nó hình dung như này, thầy hướng dẫn giải một chút nha. Dù A ở đây là oxy ở đây. Thì các em thấy là ví dụ oxy đi hóa trị 2, luôn luôn có hóa trị 2. Giả sử chúng ta gọi cái hóa trị của x. X ở đây là hóa trị của A. Thì oxy luôn luôn có hóa trị 2, thì theo cái chương trình lớp 8 mà lập công thức hóa học khi biết hóa trị của nó thì các em nhớ nhân chéo này. Thì x xuống đây, như vậy x ở đây. Còn 2 thì xuống đây. Như vậy đây là 2. Mà ở đây nó tới hai loại oxit. Hai loại oxit chứng tỏ cái chỉ số trong ở như đây là nó khác này. Các em hiểu nào, nó khác chứ nó không thể giống được. Như vậy thì ở đây chúng ta thêm một cái nữa là A cùng O. Đây vẫn là 2 và đây sẽ là Y. Như vậy thì cái này 2 thì xuống đây sẽ là 2 và y thì xuống đây nó sẽ là y ở đây. Như vậy hai cái công hai công thức ở đây đầu tiên chúng ta hiểu là như thế. Người ta hỏi là người ta cho như tiếp này, phần trăm về khối lượng của oxy trong hai oxit lần lượt là 50% và 60%. Nghĩa là ở ở trong cái thành phần này này, ví dụ giả sử như ở đây là 50% là của anh oxy thì anh đây cũng sẽ tương ứng sẽ là gì? 50%. Tại vì ở trong đây nó chỉ có hai nguyên tử đó. Em hiểu không? Đó. Còn ở đây ví dụ anh đây 60% của oxy thì cái anh nguyên tố A này sẽ là bao nhiêu? Sẽ là 4%. Tại vì tổng ở đây sẽ là 100%. Em hiểu không? Các em sẽ lấy 100% này trừ đi cho 60% thì ra anh đây được là 4%. 100% trừ anh đây 50% thì ra được A đây sẽ là 50%. Chứ các em đừng hỏi thầy tại sao đây 50% và đây là 40%. Các hiểu ha? Hiểu đúng không? Đó. Như vậy thì ở đây này, thầy sẽ nói cho em hiểu này. Tiếp này, từ cái chỗ phần trăm này này, chúng ta thấy này, ở đây nếu như A2OX thì cái này có phải là bằng 16X không? Nguyên tử khối của oxy là 16, còn nguyên tử khối của A cứ cho nó là A thì cái này sẽ là 2A. Hiểu nào? Thầy nói là này, A2OX thì cái này sẽ tương ứng ở đây sẽ là gì? 16X. Còn cái này tương ứng sẽ là 2A. Nó về nguyên tử khối của nó. Có đúng không? Mà anh đây chiếm 50% thì chứng tỏ 16X này sẽ gì? Chia cho 2A thì sẽ bằng là 50%, sẽ chia cho 50%. Chúng ta sẽ lập được một cái đầu tiên. Đây là 2A. Còn từ cái này thì chúng ta sẽ lập được là gì? Cũng là 16X chia cho 2A và ở đây sẽ là gì? Bao nhiêu? Bản thân oxy, cái này là của oxy này thì nó sẽ là phần trăm, nó là 60. Còn cái này là của nguyên tố A, nó là 40 này. Đó. Và chúng ta dựa vào hai cái hệ này để chúng ta biện luận để mà ra được X và Y. Bài này rất khó chứ không phải dễ đâu nha. Các em đã rõ chưa nào? Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ giải này. Đầu tiên chúng ta sẽ gọi trước nha, gọi giống như thầy hồi nãy ở chỗ đây. Nhưng mà ở trên đây thầy giảng thì để cho các em hiểu trước, chứ không mà vô ghi chừng các em không hiểu cái gì thì cũng không được. Tại sao nó có như vậy nha? Gọi hai công thức hai oxit lần lượt là như vậy thì nó sẽ là A2OX và A2OY. Có hiểu chưa? Đó.
Đồng thời, ở đây các em ghi là đồng thời. Ký hiệu A cũng chính là nguyên tử khói luôn. Là nguyên tử khói. Như vậy thì ta có cái tỷ lệ khối lượng của oxy trong hai oxit. Hồi nãy người ta cho là một cái là 50% và một cái là 60%. Vậy cái tỷ lệ khối lượng của A trong hai oxit cũng lần lượt tỷ lệ là, nếu như ở đây 5% thì A cũng sẽ là 5%, còn nếu oxy trong oxit là 60% thì nó sẽ là 40%. Các em hiểu chưa? Đó, phải hiểu như thế trước. Như vậy ta có cái tỷ lệ này, ta có 16x trên cho 2A. Tại sao hồi nãy 16x và 2A thầy giải thích ở trên cái công thức ở trên đây rồi, hiểu chưa? Thì sẽ chia cho bao nhiêu? Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng hai cái tỷ lệ. Ở đây là tỷ lệ của gì? Của anh gì này? 16 nhân x thì đây chính là nguyên tố oxy. Như vậy thì nó sẽ là 50. 2A cũng sẽ là 50%. 50% là 50%. Các em hiểu nào? Và cái thứ hai, chúng ta có 16y chia cho 2A thì nó sẽ bằng ở đây là gì em? Của oxy thì nó là 60% và ở đây sẽ là 40%. Các em hiểu không? Cái này ta chia ra đây là bằng 1 và cái này là bằng 1,5. Thì từ đây chúng ta cũng sẽ suy ra 16x phần A bằng 1 thì các em lấy 2A này chúng ta nhân cho 1 thì ở đây các em ra được là 16x bằng là 2A. Đó đúng không? Và ở đây sẽ là 16y, các em lấy 2A nhân cho 1,5 thì sẽ bằng là, thầy định lấy máy tính thì bấm, đây chính là 3A. Cái đồ thầy sẽ lấy vế chia vế, ở đây thầy ký hiệu đây là 1 ấy, cho thầy làm nhanh với cái sự các em cũng không hiểu. Lấy 1 chia 2 vế theo vế, giống như môn toán em ta có. Lấy 1 chia 2 vế theo vế nghĩa các em sẽ lấy 16x chia 16y sẽ bằng 2a chia cho 3a. Thì đây người ta tương đương 16 với 6 hết, như vậy x chia y sẽ bằng là 2/3. Có hiểu không? Rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta nhân chéo lên, như vậy 3x sẽ bằng là 2y. Thì từ đây thầy suy ra y sẽ bằng là gì em? 3/2 nhân cho x. Nghĩa là 1,5 nhân x. Các em hiểu chưa nào? Đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chọn lập cái bảng ra. Như vậy đây là x và đây là y. Nếu các em chọn x ở đây là 1 thì y đây là 3/2 thì cái này loại này. Ở đây x bằng 2 thì y bằng 3 lấy này, ta đóng khung lại cái nào lấy ta đóng khung lại. Nếu x bằng 3 thì cái này là 9/2, các em cùng loại. Thì x bằng 4 thì y bằng 6, cặp này các em sẽ lấy nha. Và x bằng 5 thì đây sẽ là 15/2, các em sẽ loại. Như vậy chúng ta sẽ chọn được hai cặp này. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây nếu chọn x bằng 2, đúng không? Nếu chúng ta chọn x bằng 2 thì chúng ta sẽ có gì các em? Có phải là ở đây, từ đây chúng ta suy ra, nếu x bằng 2 thì chúng ta suy ra chỗ đây, chỗ đây này, lấy 16 nhân 2 là 32. Như vậy thì chúng ta lấy 16 nhân 2 sẽ bằng 2A. Thì từ đây chúng ta suy ra A này có phải là bằng bao nhiêu? A là bằng 16. Cái đó, A là 16. Thì cái này sẽ là loại. Tại 16 là oxy. Vì A bằng 16, cái này loại này là oxy, nên không thể lấy được. Có được chưa nào? Còn nếu ở đây, nếu em chọn x bằng 3, có đúng không? À, thầy loại x bằng 4 nhé, y bằng 6 mà. Thì từ đây chúng ta suy ra 16 nhân cho 4 sẽ bằng 2A.
thì từ đây chúng ta suy ra A này bằng 32 này, cái này đúng không? Như vậy thì từ đây suy ra A bằng 32 lấy này, thì đây chính là lưu huỳnh. Lưu huỳnh là ký hiệu chữ S, các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có hai oxit cần tìm dưới hết giấy này. Đó chính là SO mấy? Chúng ta tối giản thì còn là SO2 với lại là SO3. Hiểu chưa? Đây kìa. Bài 14 thấy vậy chứ không phải dễ nuốt đâu nha. Nó khó chứ không phải dễ đâu nha. Thầy giảng thì có vẻ dễ hiểu như vậy, nhưng mà khi chúng ta đặt bút xuống, quan trọng ta phải hình dung được cách làm nha. Từ cách làm có phương pháp rồi, chúng ta phải đặt bút vào, chúng ta ghi và tính toán, lập luận. Đó. Được chưa các em? Ok. Hiểu đúng không? Còn không biết là các em hiểu hay không nữa, các em cứ comment nha. Comment trên kênh của thầy đã. Hiểu hay không hiểu là nói nha. Chứ ai biết được là các em hiểu hay không hiểu. Có đúng không? Tại vì thầy và các em chỉ chat với nhau qua comment thôi, chứ còn dù ngồi như này thì thầy ngồi có mình thầy à. Nếu mà được có các em ngồi như này thì thầy sẽ hướng dẫn và giải thích trực tiếp thì rất là dễ. À, các em hiểu ý thầy nói đúng không? Rồi, nhớ click quảng cáo ngồi thầy nha, like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng cho thầy. Đăng ký khóa học online và đăng ký kênh của thầy các em nha. Cảm ơn em, bye bye nha. Ok.